Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Lâm ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi. Hoành to ha, đế đẹp, lắc lư. Giá thì không nghĩ. Mong quý vị ủng hộ cho em Lâm ha. Để bếp luôn quý vị. Đây, cộng to lực ha. Rồi, chào em. Chào anh, chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em có lên giao lưu đến với cô chú anh chị một số phôi mai. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship. Số điện thoại em là 0867673878, cũng là số Zalo của em luôn. Mình vào cây đầu tiên ha. Cây này mới mã số 30 ha. Rồi, 30 ha. 26 hoành. Cao của nó là 55. Cây số 30 này em giao lưu 750 anh. 750. Hai mươi sáu hoành. Cao của nó là 55 luôn. Cây 31 này em giao lưu 800 anh. 800. Hai mươi bảy hoành. Cao 60. Rồi cây số 32 em giao lưu 900. Rồi 900. Hai mươi bảy hoành ha. Cao của nó 50. Cây 33 cái này em giao lưu 950 anh. 950. Hai mươi bốn hoành. Cao 45. Mà 34 cái này em giao lưu 500. 500. Hai mươi lăm hoành. Cao 55. Mã 35 cây này em giao lưu 750. Rồi, 750. Ba mươi ba hoành anh ơi. Hoành to ha, đấy đẹp. Nồi để đặt. Cái này nó là 60. Đọt nó giót luôn. Đọt giót còn 11 anh ơi. Mà này số 36 em giao lưu cái này 2 triệu 3 anh. 2 triệu 3. Hai mươi lăm hoành. Cao 52. Cây số 37, cây này em giao lưu 800. 800. Hai mươi lăm hoành. Cao 55. Mã số 38 em giao lưu 450. 450 thôi. Hai mươi bảy hoành.
cao nó 90. Mà 39 em giao lưu cây này 500. 500. Hai mươi lăm hoành cao 50. Mã số 40 này em giao lưu 600 anh. 600. Hai mươi lăm hoành. Ở đây nó khoảng 62. Số 41 này em giao lưu 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Dán trực này, lực cây. Okay. 26 anh. Cao 72. Bậy đấy luôn. Mã số 42, cái này em giao lưu 800 anh ơi. 800. Hai mươi bốn hoành cao khoảng 40. Mã 43 này em giao lưu 400. Rồi 400. Lắc lượng bonsai luôn. Hai mươi bảy hoành anh ơi. Rồi. Cao 70. Mã 44 này em giao lưu 800. 800. Hoành to ha, lực cây. Ba mươi hoành hơn anh à. Gần 31. Cao của nó là 67. Nồi đấy ha. Cây số 45. Cái này em giao lưu 2 triệu anh. 2 triệu. Mười chín hoành. Cao 52. Cây 46, cây này em giao lưu 300. 300. Hai mươi lăm hoành. Cao 50. Mà 47, cây này em giao lưu 800. 800. Hai mươi tám hoành cao 60. Mã số 48 này em giao lưu 900. Rồi 900. Ba mươi gần 32 anh ơi. 31 đi. Cao 63. Mã số 49 cái này em giao lưu 2 triệu 3 anh. 2 triệu 3. Mười chín hoành hơn. Cao 50.
Mã số 50 này em Zalo 300 anh. 300. Hai mươi tám của anh thôi, mém mém 29 luôn này, cao của nó là 75 anh ơi. Mã 51 này em giao luôn 1 triệu anh. Ơi 1 triệu. Hai mươi sáu anh rưỡi, cao của nó là 65. Mã 52, cái này em Zalo 950 anh. 950. Dán trực. Này. 26 của anh. Rồi. Cao 75. Mã số 53 cái này em giao lưu 650. 650. Hai mươi tám của anh. Nồi để đặt ha. Cao 65. Rồi, mã 54, mã cuối clip em giao lưu 1,5 triệu anh ơi. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, cuối clip em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và theo dõi clip ạ. Em rất mong được cô chú anh chị ủng hộ, em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ 150. Xin chào và hẹn gặp lại.